Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Xuân Lộc vừa tổ chức hội nghị lần thứ 16 bất thường khóa 6, nhiệm kỳ 2019-2024. Tại hội nghị, các ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã hiệp thương bầu ông Nguyễn Ngọc Hoàng, Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện vào ban thường trực, giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Xuân Lộc khóa 6, nhiệm kỳ 2019-2024 với 100% đại biểu tán thành. Dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Xuân Lộc khóa 6 cũng đã giới thiệu 65 vị vào ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 4 vị vào ban thường trực, giới thiệu một chức danh chủ tịch, một chức danh phó chủ tịch và hai ủy viên ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Xuân Lộc khóa 7, nhiệm kỳ 2024-2029. Dự kiến đại hội sẽ được tổ chức vào tháng 6 tới.